Hello, xin chào các bạn. Hiện tại chúng ta đang đi trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Chúng ta có thể thấy khung cảnh Sài Gòn ngày nay rất là đẹp và rất là hiện đại. Phía trước chúng ta là cầu Nguyễn Văn Cừ. Và cầu Nguyễn Văn Cừ này thì kết nối từ quận 5, quận 1 sang quận 4 và quận 8. Phía trước mặt chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều nhà cao tầng. Và Sài Gòn ngày nay thì thay đổi cũng rất là nhanh và rất là hiện đại. Hiện tại thì chúng ta sẽ lên cầu Nguyễn Văn Cừ và chúng ta sẽ quẹo về hướng đường Bến Nhân Đồn, quận 4 để xem cái Bến Nhân Đồn, quận 4 này ngày nay thay đổi như thế nào nha các bạn. Cái đường này thì chúng ta nếu mà chạy thẳng thì chúng ta sẽ về đường Dương Bá Trạc, quận 8. Và đây sẽ là có cái hướng chúng ta sẽ quẹo về Bến Nhân Đồn, quận 4. Thì khu vực này ngày xưa thì cặp cái hai cái bờ kênh Tàu Hủ Bến Nghé này thì có khá là nhiều cái ngôi nhà được lấn chiếm ở cái kênh đập Tàu Hủ Bến Nghé này. Và hiện tại những ngôi nhà đó thì người ta đã giải tỏa và người ta đã xây dựng hai bên bờ kè rất là đẹp. Và chúng ta có thể thấy đường xá nơi đây thì rất là đẹp và rất là hiện đại. Nhìn cái khung cảnh Sài Gòn ngày nay thì chúng ta có thể thấy là không khác gì các nước phát triển trên thế giới. Khung cảnh rất là đẹp và rất là hiện đại. Các tòa nhà căn hộ chung cư mọc lên tại đường Bến Nhân Đồn này cũng rất là nhiều. Hiện tại khu vực Bến Nhân Đồn quận 4 ngày nay thì cũng không khác gì cái bên quận 1 cả. Tại vì khu này chỉ khách có cái kênh Tàu Hủ là sang bên kia là quận 1 rồi. Và từ cái đoạn cầu Nguyễn Văn Cừ cho đến cái cầu Khánh Hội thì cũng có rất là nhiều cái cây cầu để kết nối qua sang bên cái Bến Nhân Đồn quận 4 này. Như là cầu Ca-mét, cầu Lãnh. Đến với quận 4 ngày nay thì chúng ta sẽ thấy quận 4 ngày nay thay đổi rất là nhanh và cái đường Bến Nhân Đồn này cũng có cái mặt đường khá là rộng và một bên thì sẽ có cái một cái công viên nhỏ chạy dọc theo cái kênh Tàu Hủ Bến Nghé và cái điểm đầu là từ cái bến Nhà Rồng chạy dọc cho đến cầu Nguyễn Văn Cừ. Cho nên Bến Nhân Đồn này vừa hiện đại và một bên thì có cái bờ sông và có công viên nữa, cho nên rất là thoáng và rất là mát và sạch sẽ. Và hiện tại thì giá bất động sản tại khu vực Bến Nhân Đồn này có giá trị rất là cao và quận 4 cũng có giá đất rất là mắc. Thường thường thì quận 4 có những cái ngôi nhà nhỏ 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 khoảng 30-40 mét. Tuy nhiên mà nếu mà chúng ta bán một cái ngôi nhà đó mà chúng ta về nhà bè hay là quận 9 thì chúng ta sẽ mua được một căn nhà khá là rộng. Về giao thông thì quận 4 sau này sẽ có cái cầu Thủ Thiêm 3 để kết nối từ cái khu Thủ Thiêm sang cái quận 4 này. Và lúc đó thì quận 4 sẽ di chuyển đi các quận rất là tiện lợi như quận 7, quận 2, quận 1 và quận 8. Rất là thuận lợi. Chúng ta có thể thấy quận 4 ngày nay cũng như Sài Gòn ngày nay phát triển và thay đổi rất là nhanh. Và hiện tại thì cái dịch Covid-19 thì nó đang diễn biến rất là phức tạp tại các nước láng giềng của Việt Nam chúng ta như Lào, Campuchia và Thái Lan cũng như nước Ấn Độ. Vì vậy mà cũng rất là mong các nước khống chế được dịch bệnh để cho cái người dân được sống lại cái cuộc sống bình thường. Và hiện tại thì Việt Nam chúng ta cũng nên đeo khẩu trang để phòng chống dịch tốt hơn để Việt Nam chúng ta có cái cơ hội để phát triển nhanh hơn. Trong cái thời gian gần đây thì Ấn Độ có tốc độ lây nhiễm rất là cao và cái số lượng người chết cũng rất là nhiều, cho nên Việt Nam chúng ta không nên chủ quan và chúng ta nên phòng chống dịch thật sự nghiêm túc và hiệu quả. Rất mong là Việt Nam không có cái đợt dịch nào tiếp theo để cho người dân được cái sống thoải mái và làm ăn để phát triển kinh tế.